tới quán nước lèo rồi đó chị. Rồi thật sự chào bà con cô bác, là trong bên đây là bữa nay là hôm nay hai chị em ở bên mà thành phố Long An, thì bây giờ trong cái kênh của chị em công sát thì lên đây thăm thảo xương, bây giờ thảo xương trong cái kênh mình đang thì thảo xương cũng mời bà con cô bác vô trong cái vùng bún ở nước lèo chỗ cái nhà, thì các chị em đi vô đủ chơi. Dạ. Đi vô đủ rồi vô đủ chơi, dạ đủ chơi nha bà con, xin mời bà con vô theo rồi. Tôi đi đâu vậy? Đi đâu? Đi đủ. Uống nước lèo sao? Uống nước lèo. Hả? Thì món nước lèo này là ngon có tiếng ở Sóc Trăng luôn nha cả nhà. Đó. Bún lèo có cây nhãn, người ta mới gọi là bún lèo cây nhãn. Rồi, ngồi sao đi. Rồi ơi. Hey, em ngồi đây đi. Dọn bàn cái đó đi. Đủ đây đi mà con. Má này cũng liệu nữa nè. Đó. Thấy biết rồi. Chết rồi. Má này ngồi đây đi bà, nó mát hơn nè. Bà. Ừ. Okay, được. 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 Rồi ngồi đây được. Rồi má này liệu. Nó người ta đang lẹo mà đưa số lá dục hết số mà nói cho tôi. Lẹo phải không? Lẹo nè. Đây là sáng nha nè. À, anh tài xế này chạy về tới đây phê quá phê. Giống như mình là sao? Là BD. BD giống em chị vậy đó. BD. Áo vàng BD luôn. BD. 4 tô, 5 tô. 5 tô. Dạ. 4 tô đi. Ăn đi, ăn miếng đi, bỏ bụng đi. Đầy đủ hết trơn ơi. Dạ, ở đây đủ chứ, 4 tô được chứ. Bên ăn cái gì kêu luôn kìa. Dạ. Rồi em kêu rồi, đầy đủ á. Đi. Ai đi? Đó thì Nguyễn Phương chị thì sau khi là Mạnh Phương, gia đình của chị Diễm Hương và chị Mỹ Nương thì cũng nhu cầu thương và tình em dắt cả gia đình qua đây ăn uống nước lèo cây nhãn, thì tại tại cây nhãn đây Sóc Trăng đây có uống nước lèo cây nhãn rất là bé tiếng ha. Đó thì cho lên mới kêu qua tới đây em thôi cả uống cơm mới đi đúng không? Đúng rồi tâm luôn mít lại tâm tâm é cũng gọt mít lại không có chứ không é là cũng chưa mà muốn cho cơm đó thì đó liệu luôn
xin phép đây là mình giới thiệu, tại vì mình mới lần đầu tiên gặp anh chị thôi, thì ở đây chị có thể là giới thiệu hai anh chị. Ở đây chồng của anh này, chồng của Diễm Hương. Dạ, đây là chồng của chị Diễm Hương ha. Đó là con trai. Dạ. Còn phía bên đây thì là chị Mỹ Lương. Còn phía bên kia thì Kem Đức Bò. Còn bên kia là chồng của Mỹ Lương. Dạ, làm cameraman cho Mỹ Lương. Em bông sắc, cho chị em bông sắc. Kênh của chị em bông sắc đó, quý cô chú anh chị nếu mà có coi Idol Thảo Sương nhớ qua ủng hộ kênh của chị em bông sắc ha. Hai chị em bông sắc. Cho nên người chồng của Mỹ Lương thì cũng làm cameraman cho chị Mỹ Lương ha. Thì nói chung là hai chị em rất là xinh đẹp luôn quý cô chú anh chị. Sáng nhiệm bữa nay thì mình đã nhắc qua để cảm đó thì cũng là Vô. Ông vô. Nói chung là
bữa nay hai chị bông sắt xuống đây là bất ngờ cho cô Lãng Sương, cho nên là xuống cái đây cũng chiều rồi, cho nên là cũng chưa có kịp quay cái gì nhiều, chỉ quay những điểm như là công viên Sóc Trăng với lại bún đèn cây nhãn thôi. Ngày mai sẽ quay ở chợ. Nói chung là xuống bất ngờ, không có cho cô Lãng Sương biết trước, cho nên là không có sự chuẩn bị trước, cái là quay ngẫu nhiên nha cả nhà nha. Cố cầu, cố cầu. Chị cái này bây giờ còn chấn nè. Bây giờ chị nguyên liệu này lâu chưa, hơn năm rồi. Rồi đó là nhỏ tới giờ luôn. Mía rồi rau má. Đừng tặng một người. Năm nay xong thì có làm liệu gì xong rồi mà không chị. Nhưng mà vui nha. Có nhiều người nói là thích đó, là nghèo cho chị liệu vui. Nói chung là cái đó cũng là cái điểm nhấn của mình nha. Để cho chị nha. Vui nha, có nhiều fan hâm mộ. Tắm anh nữa đi. Mén ơi, cho chị xin dĩa rau nữa được không mén? Mới liệu rau đủ đây con. Liệu nhiều, muốn nó nhiều nhiều đủ đây. Liệu nhiều mới. Liệu nhiều đây. Đây. Hỏi ai, hỏi chị em. Chị không rồi gái quá à. Ừ. Hay có bán quay cắt lát quay quay không hay quay cắt sẵn gì đó hay quay kia nha hay quay 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 Yeah.
em ăn đi. Mày đẹp rồi, tao nguyên luôn đó. Không có lưng đó là đẹp. Trời ơi, mày đẹp quá chứ ơi. Chạy rồi, 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 chạy cũng đều gốc trăm chịu ngon lắm. Nè ngay xe chưa mà đúng rồi chị, cũng cái nhẹ cũng mà nước lèo quá không biết anh đi xô chị. Thế anh đi đang đi xô chứ mai mốt mới về ăn cao miếng thì bà thấp thương làm gì. Không đâu không ngọt rồi rồi lại ăn cái nghèo mình khổ, tôi sợ nhưng mà bà. Tôi ơi, nghèo
Cũng xong rồi cả nhà. Nổi, tôi ăn rất là nhiều món rồi. Thì giờ Diễm Hương cũng kết thúc cái bữa ăn hôm nay. Uống nước lèo nha mọi người, uống nước lèo và cái nhãn. Ở tại thành phố Sóc Trăng này thì bây giờ Diễm Hương xin chào mọi người nha. Hẹn mọi người ở những video kế tiếp. Sáng mai clip sau nha mọi người. Nhớ đăng ký kênh cho em nha, bấm chuông thả like, đăng ký kênh cho em nha mọi người ơi. Nhớ thả like cho tụi em nha cả nhà. Và sẽ đón xem nhiều clip nữa nha cả nhà nha. Bảo ra bạn cô bác nha, thì trong hai người. Mấy đứa bạn thì lên tới thành phố Sóc Trăng nha, gặp bác Sương nha, người lên đây thì dắt vô đây là chị cũng mà biết lèo cái nhãn đó bà con. Thì bác xem ở đây là hai vợ là cái sót cái công chuyện việc làm gì, cứ xin bà con cứ bắt bỏ qua dùm bác Sương nha, chị em bấm sắc nha. Thì lên đây một cái thiết sót cái chuyện gì bỏ qua vô. Hai chưa hai đi cho mẹ đi vậy. Rồi. Em ơi.